Chủ đề 21. Rồi, chúng ta vào cái chủ đề 21 ha. Chủ đề 21 đó là tại sao phải làm việc theo đội. Ở đây chúng ta có 3 cái lý do chúng ta phải làm việc theo đội. Khi chúng ta giải cứu thì chúng ta có những trường hợp phải có những người hoặc là có đội. Nhưng mà có những cái chức vụ đặc biệt, Chúa sức dầu cho chức vụ giải cứu đó thì không cần phải đội. Nhưng mà có những người giúp đỡ để có thể trong cái lĩnh vực giải cứu, những người đó sẽ giúp đỡ chúng ta. Điều thứ nhất đó là sức mạnh của sự hiệp nhất. Như Kinh Thánh nói rằng là chúng ta hiệp một thì chúng ta sẽ nhận được sức dầu. Phước cho anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay, giống như là dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu đến trong áo của Aaron. Giống như xương mốc hạt môn xa xuống các núi Siêu-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự hiệp nhất, sự hiệp một nó có một cái sức mạnh rất là đặc biệt. Ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu số 30, Phục Truyền 32 câu 30, Kinh Thánh nói rằng là một người thì đuổi, một người thì đuổi 1.000, nhưng mà hai người thì đuổi 10.000. Như vậy ba người thì đuổi nhiêu? Không, ba người thì đuổi là 100.000. Nó cấp số nhân lên mà. Một người thì đuổi 1.000. Giả sử cái người đó có sức mạnh để đuổi đi, đánh đuổi được 1.000. Nhưng mà khi hai người mà hiệp nhất thì đánh đuổi 10.000. Trong những cái cuộc mà người ta đấu với nhau đó, nếu một người thì đánh rất là khó, tại vì phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu. Hai người thì chúng ta chỉ đối diện được hai phía thôi. Nhưng nếu ba người thì họ đứng một cái gọng kìm, thì cho dầu 10 người, 20 người hay 100 người vô đánh thì cũng khó mà đánh được cái người ba người mà khi mà họ đứng một cái gọng kìm, họ đau lưng với nhau và họ tấn công. Tại vì không thể nào cùng một lúc 10 người, 20 người nhảy vô cùng một lúc được. Nó vô thì là cái nó sẽ đụng với nhau. Đó. Cho nên là khi mà ba người mà đứng, họ đứng mà đau lưng lại với nhau rồi thì họ sẽ chỉ còn xây vòng đánh, thì không có ai có thể phá được cái vòng dây này. Cho nên Kinh Thánh nói gì? Một sợi dây bền ba để làm khó đứt. Và khi mà Chúa sai những người đi hầu vị Chúa đó, thì Chúa kêu đi từng đôi. Tại sao Chúa kêu đi từng đôi? Một trong những lý do đi từng đôi ở đây chúng ta ghi nè, đó là cái nguyên tắc của sự hiệp lòng. Khi chúng ta hiệp một nhân danh Chúa, chỉ có hai người thuận nhau dưới đất cầu xin không cứ việc chi thì Chúa sẽ cho. Như vậy khi giải cứu thì một người sẽ đối diện, còn một người cầu nguyện hay là giúp đỡ. Đó là nguyên tắc đi từng đôi. Rồi cái thứ hai đó là một người thì sẽ bị thắng hơn, nhưng mà hai người thì người này ngã, người kia sẽ nâng. Trong Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 đến 12 thì có những cái nguyên tắc về 2 hơn 1. Câu 9 đến 12, đây là nguyên tắc 2 hơn 1. Thì chúng ta thấy trong phần Kinh Thánh này nói gì? Hai thì hơn một, họ hơn nhau cái gì? Thứ nhất là được công giá về công việc. Họ được công giá về công việc. Vì trong cái công việc của họ nó sẽ nhiều hơn, nó kết quả hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai, đó là sẽ nâng đỡ nhau. Nâng đỡ nhau. Nâng đỡ nhau. Đôi khi là họ có những người họ đi từng đôi nhưng họ không nâng đỡ nhau mà họ cạnh tranh nhau. Họ tranh cạnh với nhau hay là cạnh tranh với nhau. Thì tốt nhất là không nên cho đi những cái đôi như vậy. Ví dụ hai người, nhưng mà một người này thì muốn coi như là làm công việc của Chúa
có một sự khiêm nhường, còn người kia lúc nào cũng tỏ mình ra, lúc nào cũng chê bai cái người đi cùng của mình thì không được. Cho nên đi cùng với nhau như vậy nó sẽ làm cho cái đội hình của cái người mà giải cứu này nó rối đi. Tôi thấy bản thân của tôi cũng từng có những cái lúc đã từng đi với những người như vậy, đi và họ chỉ muốn là làm nổi bật mình lên. Trong vấn lĩnh vực giải cứu tuyệt đối không được có một chút nào kiêu ngạo hay là tự đánh bóng tên tuổi của mình, chúng ta không được phép. Vì chúng ta làm như vậy, kiêu ngạo đi trước thì bại hoại sẽ theo sau ngay. Và Chúa nói là Chúa ban ơn cho người khiêm nhường, Chúa chống cự lại kẻ kiêu ngạo. Cho nên có những người họ bày, họ tỏ vẻ họ ra để mà cho một sự kiêu ngạo ngầm, và những cái điều đó nó sẽ phá hủy những cái kết quả tốt. Rồi có những người thì họ khi mà họ làm việc xong thì họ lại muốn nhận được công giá. Chẳng hạn như giờ đuổi quỷ được rồi nè, hay là cầu nguyện cho ai được chữa lành nè, thì bắt đầu họ đòi là gì? Bây giờ cầu nguyện chữa lành nè ha, bây giờ đòi được nợ ha, nhớ nha, nhớ tôi với nha. Không nên, không được phép luôn, không được phép. Chính bởi vì Chúa Giêsu nhắc với các môn đồ là gì? Các ngươi nhận không thì cho không, nhận không thì cho không. Chúng ta giải cứu cho người ta được chữa lành, chúng ta phải dạy cho người ta lòng biết ơn Chúa để dâng hiến. Nếu mà họ muốn dâng hiến thì dâng hiến vào trong công việc Chúa, hoặc là dâng hiến cho truyền giáo. Đừng để cái sự dâng hiến cá nhân, khi chúng ta cầu nguyện cho ai được chữa lành, người ta cần dâng hiến cá nhân, thì dâng hiến cá nhân như vậy đó, vô hình chung nó trở thành một cái lối mòn. Và giống như chúng ta đi chữa bệnh dạo vậy đó, chữa bệnh xong thì chúng ta đã được tiền. Năm 2006-07 khi em bắt đầu học cái môn học về giải cứu này, rồi bắt đầu em đi ra, và phép lạ Chúa xảy ra một cách rất là kinh khủng. Phải nói rằng là nhiều người bị quỷ ám, bị bệnh tật nan y được chữa lành. Có người bị thận, gọi là thận mãn, thận khô rồi, nhưng mà cầu nguyện xong thì cái thận được hoạt động trở lại. Có người thì gãy cột sống và nằm bại liệt 13 năm, nhưng mà khi cầu nguyện, tôi tới Chúa cầu nguyện, đến cầu nguyện và được chữa lành, được đứng dậy và bỏ gậy đi luôn. Có người bị ung thư gan đưa về và cầu nguyện được chữa lành. Có người bị ung thư đại tràng và cắt bỏ là mấy khúc ruột, nhưng mà cuối cùng là được chữa lành. Nhưng cũng có những người không được chữa lành. Có những người đưa tới là rất là nặng nề, nhưng mà khi về thì rất là khỏe mạnh. Cho nên bắt đầu với những người mục sư đi trước để cầu nguyện, thì có một cái cô để giúp đỡ, cô đi sau. Đi sau mấy người kia chạy lại móc túi ra, dúi vô. Cái này nhiều tiền. Nhưng người nói không, chúng tôi không lấy tiền. Không, đây là nhiều tiền. Chúng tôi đi mấy ông thầy kia cũng vậy à. Như vậy vô hình chung là gì? Họ nghĩ các mục sư giống như là gì? Giống như mấy ông thầy cúng, giống như mấy ông thầy bùa. Và có nhiều khi anh em phải gọi điện cho tôi hỏi, nhưng bây giờ với tình trạng đó chúng ta phải làm gì đây? Tôi nói chúng ta không được phép nhận. Không được phép nhận, tại vì có thể lắm sẽ có những người họ gài. Họ nói rằng là chúng ta là những người mà đi dụ dỗ người ta để mà lấy tiền. Cái quát là không nhận. Và cái điều đó, rồi có những người là họ không nhận, lúc đó thì họ cũng tới nhà của cái anh em ở dưới đó để họ làm sao để họ đưa được cái tiền để cho các mục sư. Có những trường hợp chúng ta nhận, nhưng có những trường hợp chúng ta không được phép nhận. Điều này Chúa Giêsu nói không có nghĩa là chúng ta không được phép nhận. Chúng ta nhớ trường hợp của Gehazi, khi mà Naaman quan tổng binh của Syri được chữa lành bình phong, thì ông muốn trả ơn cho Elise, nhưng mà Elise không nhận và cho ông về. Thì khi mà Naaman đi về thì Gehazi chạy theo và xin những cái bộ đồ cho những người học trò, và Naaman rất là mừng vì có được đền đáp, cho nên ông mừng lắm. Nhưng mà cái việc làm của Gehazi thì Elise đã lên án. Ông nói rằng là giờ có phải là lúc mà nhận chiên bò lừa lạc đà hay là vườn nho chăng? Cái câu đó muốn nói lên gì? Không phải là không được phép nhận, nhưng mà lý do gì tại sao không nhận? Bởi vì đôi khi họ nói xấu về danh của Chúa chúng ta. Cũng mấy ông này cũng vậy thôi.
Anh chị em biết cái nguyên tắc của tôi là tôi đi làm đám tang không bao giờ tôi nhận tiền dân hiến. Cho dẫu đi xa gần thì tôi kêu tất cả các mục sư không ai được phép nhận tiền dân hiến của đám tang, mà chúng ta phải dư phần vào, chúng ta dân hiến vào. Tại vì đám tang đó là cần phải được cùng hiệp nhau để lo cho tang chế, mà chúng ta không nhận. Thứ hai là đám cưới. Đám cưới tôi không nhận. Là khi tôi đi đám cưới, tôi vừa làm đám cưới và tôi cũng chúc mừng đám cưới. Nhưng mà đôi khi là anh em không có đưa tiền dâng hiến cho tôi vào lúc đó, nhưng mà đôi khi là một tuần hai tuần lễ sau họ nói là đám cưới như vậy đó, biết ơn Chúa rồi dâng cho mục sư. Có những cái chúng tôi không thể nào từ chối được, từ chối cũng không được. Họ đã đến tới nè tôi mới nhận. Đám cưới thì tôi có thể du di, nhưng mà riêng về lễ tang là dứt khoát 100% không bao giờ nhận. Kể cả đám tang ở bên hội thánh khác mời tôi giảng thì tôi cũng không bao giờ tôi nhận tiền. Dù cho đi xa, tôi đi đến nơi, tôi dự phần tang lễ và dâng hiến cho tang lễ đó chứ không có nhận tiền. Mà mình làm như vậy đó thì danh của Chúa được vinh hiển, người ta sẽ không có nói xấu về danh của Chúa chúng ta. Còn chị em biết mấy thầy chùa đến làm gì không? Tụng là mỗi một người tụng không biết bao nhiêu ha? Là một người á hả? Nếu mà họ đi nguyên một đoàn 5-7 người thì sao? Ồ vậy hả? Giống như là nhiều thầy tụng thì nó sẽ linh thiêng hơn để mà cho linh hồn mau siêu thoát đúng không? Dạ. À 9 người là 11 triệu hả? Tức là cái người đầu tiên là 2 triệu còn tất cả đều là dạ dạ. Nhưng mà nếu một người thì là 2 triệu. Bởi vậy mình người mục sư thì lại là khác. Bởi vì lý do là tại sao mục sư không có giàu là vậy đó. Nói nhỏ anh em nghe nha, cái đó là hồi nãy là đồ trang sức thôi nha, chứ đừng nói là vàng. Đừng nói bữa nay mục sư không cũng giàu quá giàu. Đó là đồ trang sức. Chúng ta biết không? Nữ biết đồ trang sức phải không ạ? Tặng cho cô vui. Rồi dĩ nhiên có này, cái này là vàng nè. Tôi chỉ có cái này là vàng thôi. Đồ trang sức mà. Chứ nhiều đó là tôi giàu lắm á. Nhiều đó là coi như cả 2 cây vàng là nhiều lắm á. Thì tất nhiên rồi, mình giàu trong nước Chúa thành đúng rồi. Nhưng mà tôi bây giờ có chủ trương là đi sắm vàng để mà đeo như vậy. Là vợ chồng tôi là chỉ có nhẫn. Còn khi vợ tôi thì đó đám cưới thì có tặng cái dây chuyền, nhưng mà cũng cất chứ không có đeo. Rồi trở lại đây ha, chúng ta thấy cái sức mạnh của sự hiệp một đó, đi từng đôi đó, thì ở đây là cái phần công giá nè. Rồi người này ngã thì người kia sẽ nâng, rồi hai người ngủ chung thì ấm, còn một người thì sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự đó. Tức là nói về cái sự nương cậy lẫn nhau, hai thì nương cậy lẫn nhau, còn một mình thì không có nương cậy được với ai cả. Đối với những xứ sở mà lạnh đó, anh chị em biết rằng là họ cũng phải đi từng đôi đó để họ hỗ trợ nhau, đôi khi cái hơi ấm của nhau truyền cho nhau để mà họ có thể vượt qua được những cái lúc mà bị lạnh lẽo. Rồi nếu mà người khác chống cự thì hai người sẽ thắng hơn được. Vì vậy mà chúng ta đôi khi chúng ta biết rằng là trong vấn đề hầu vị Chúa, chúng ta có quyền năng, chúng ta có ơn của Chúa có quyền năng, nhưng mà không phải lúc nào Chúa cũng bảo vệ chúng ta hết. Chúng ta lưu ý nha, không phải lúc nào Chúa cũng bảo vệ chúng ta hết. Chúa Giêsu đã từng dạy là gì? Nếu các ngươi bị bắt thành này thì các ngươi đi qua thành khác. Khi Chúa Giêsu đọc trong Ê-sai đoạn 61, Ngài đọc xong Ngài nói hôm nay ứng nghiệm lời này, thì người ta tìm cách ném đá Chúa. Chúa làm gì? Chúa lẻn đi nơi khác.
cái từ lẻn đi nơi khác, dường như chúng ta thấy là Chúa yếu quá, phải không? Không phải. Và chúng ta biết rằng là cái thế lực của tôn giáo nó rất là mạnh, Chúa không có can thiệp vào nó. Tại vì đó là cái ý chí tự do của người ta, người ta quyết định, người ta tin vào cái điều đó. Cho nên cái thế lực của tôn giáo rất là mạnh, họ có thể giết chúng ta đó. Phao-lô đã từng bị ném đá, sắp chết, xin lỗi, chết luôn rồi đó, mà người ta kéo ông ra, quăng ra ngoài thành. Và sau đó ông tỉnh lại, ông tỉnh dậy và ông tiếp tục rao truyền danh Chúa nữa. Năm rồi, chúng tôi đi làm một cái đám tang ở trên Tắc Min. Và giữa đám tang đó, giữa một cộng đồng công giáo, chúng tôi thấy chưa bao giờ mà chúng tôi bị cái áp lực như vậy. Kinh khủng. Nó chửi mắng, đòi giết, rồi nó bôi nhọ mấy mục sư này kia đủ kiểu hết. Nó nói rằng là chúng tôi lên làm đám tang để mà chia cái tiền đi tang lễ của gia đình. Nó làm náo loạn hết. Và đi theo nó nói là mướn người để xử tôi với lại mục sư Tùng, là hai người đi làm đám tang. Ra tới ngoài nghĩa địa thôi mà nó còn tiếp tục đi theo. Đi theo để nó vặn vẹo. Và chúng tôi hoàn toàn yên lặng, cứ cậy ơn của Chúa, thậm chí như là cầu nguyện còn không dám mở mắt nữa. Và chúng tôi nói với những anh em chị em ở trong hội thánh là anh em phải quan sát chúng tôi, nó có gì anh em phải đứng ra để đỡ chúng tôi. Tại vì họ làm liều, gọi chính quyền không can thiệp. Mặc dầu hội thánh có được cái giấy phép hoạt động, nhưng mà gọi chính quyền không can thiệp. Họ nói là chuyện của gia đình, từ gia đình giải quyết. Vậy đó. Cho nên là khi chúng ta đi hầu việc Chúa, Chúa Giêsu nói sao? Các con đi như là giữa bầy muôn sói, hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Để chúng ta biết được cái thế lực của ma quỷ nó muốn làm cái gì, nó tìm cách để nó hại của những người hầu việc Chúa chăng. Rồi chúng ta thấy những người hầu việc Chúa, có người thì bị ném đá, có người bị đóng đinh ngược, có người bị chia sẻ, bị cưa xẻ ra. Tại sao Chúa không can thiệp? Cùng là Chúa, tại sao Chúa lại giải cứu Phi-e-rơ khi bị cầm ở trong khám hai lần? Nhưng mà tại sao cũng là Chúa, tại sao Ngài không ném, Ngài không bảo vệ Ê-tiên khi Ê-tiên bị ném đá? Hay là Phao-lô khi Phao-lô bị ném đá? Chúng ta không biết được. Đó là công việc của Chúa, chúng ta không biết được. Tôi thiết nghĩ là hội thánh cầu nguyện nhiều lắm. Phi-e-rơ bị cầm trong khám, Kinh Thánh ghi là gì? Hội thánh cứ cầu nguyện cho người luôn và Chúa đem sự giải cứu đến cho Phi-e-rơ. Một cách siêu nhiên, xiềng rớt ra hết. Đi tới đâu cửa mở ra, đi tới đâu cửa mở ra, đi tới đâu cửa mở ra. Những cái vòng canh nó đều bị cửa của các vòng canh được mở ra hết. Như vậy thì tại sao là Chúa thì lúc là giải cứu người này nhưng mà lúc là không giải cứu người kia? Và Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta là chi thể của nhau, cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến nhau. Chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta không có một cái tinh thần đó thì chúng ta không thể nào đứng ở trong cái đội giải cứu được. Rồi thứ hai, chúng ta thấy về cái sức mạnh của sự đa dạng. Đây là có khả năng về liên hệ với nạn nhân. Ví dụ như là có mối quen biết với nạn nhân, rồi hiểu được cái hoàn cảnh, cái quá khứ của nạn nhân, để hầu qua đó để chúng ta tăng nhanh cái tiến trình giải cứu cho nó nhanh. Và khi chúng ta chưa có nắm được, chúng ta không biết được cái tiến trình, cái mối liên hệ với nạn nhân, chúng ta sẽ làm chậm đi cái tiến trình. Tại vì chúng ta cũng có thể là đặt những câu hỏi rồi tìm hiểu dần dần để cho nắm được, rồi chúng ta mới tiến hành giải cứu. Hồi sáng chúng ta có nói về vấn đề khi mà đứa con trai nó về thì cha ôm lấy nó, cha chấp nhận để đưa đứa con vào nhà. Nhưng mà những phần còn lại, thứ nhất là mai áo tốt nhất, lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo dẫn vào tay, rồi mang giày vào chân. Đây là công việc của ai ạ? Công việc của ai? Của những người đầy tớ. Đây là công việc của những người đầy tớ, không phải công việc của Chúa. Khi Chúa Giêsu kêu Lazaro ra được rồi, Lazaro đi ra thì Chúa nói là gì? Hãy mở cái vải liệm, hãy tháo cái vải liệm cho người. Đó là công việc của những người đầy tớ, cần phải làm việc đó. Ở trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 12, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể Đấng Christ. Ở trong câu 11 thì nói về các ân tứ chức vụ.
Nhưng những ân tứ chức vụ để làm gì? Đó là để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Câu 13, cho đến chừng chúng ta phải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Như vậy, để nên bậc thành nhân, để trọn vẹn công việc của chức dịch, thì đó là công việc của tôi tớ, các chức vụ. Chúa cứu, nhưng mà Chúa giao cho hội thánh và thân thể của Đấng Christ phải làm sao cho thân thể của Chúa được kiện toàn, được tăng trưởng. Cái người anh em ở trong Chúa đang gặp những nan đề thì Chúa ngài muốn chúng ta là những chi thể trong thân, chúng ta sẽ giúp đỡ cho. Cho nên chúng ta thấy cái sự sức mạnh của sự đa dạng đó, nó sẽ giúp đỡ để chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và giúp cho các dùng những cái ân tứ để giúp nhau để cho nạn nhân được giải phóng. Chúng ta xem ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10, Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Đây, ai mở trước xin đọc. Trong câu kinh thánh này đó, hai bản dịch đều sai hết. Nó bị sai ở chỗ bản dịch mà cũ nhất đó là dùng cái từ ơn thôi, không có từ ân tứ. Như cái bản của anh Tấn này là của chị Hà này là chỉ có từ ơn thôi. À, nhưng anh em dùng các ơn trong Phi-e-rơ nhất đồng 4 câu 10 đó. Dùng các ơn để giúp đỡ lẫn nhau, những người trung tín quản lý các thứ ơn. Còn trong cái bản mà Nhung mới đọc đó thì cái từ đầu á là ân tứ là đúng, nhưng mà từ sau không phải là ân tứ mà là ân điển, các thứ ân điển. À, đây rất là lạ, tôi đã giải thích cho anh em về vấn đề cái các loại ân điển này đó. Tại vì trong tiếng Anh dùng rõ một cái từ là gift, một cái từ đó là từ grace. Thì gift đó là món quà hay là ân tứ, còn từ grace là ân điển hay là ân sủng trong bản Công giáo hay là bản dịch mới, dịch là từ là ân sủng. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là anh em dùng các ân tứ để giúp đỡ lẫn nhau. Không một ai có tất cả các ân tứ. Giả sử có 9 ân tứ hay là 27 ân tứ đi chăng nữa, hoặc là 25 ân tứ, thì chúng ta có 24 ân tứ thì cũng có ân tứ chứ không có. Luôn luôn chúng ta không bao giờ có đủ tất cả các ơn. Chúng ta phải có ít hơn cái điều đó. Lý do là tại sao? Duy nhất chỉ có một mình Chúa Giê-xu là có tất cả các ơn. Chúa Giê-xu là sự đầy trọn. Chúa nói rằng là Chúa Giê-xu là mọi sự trong mọi sự. Ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 10, câu 11 là Chúa Giê-xu là mọi sự trong mọi sự. Ngài có đầy đủ hết. Nhưng mà các môn đồ, các sứ đồ của Chúa, thì chúng ta có ơn cỡ mức độ nào thì chúng ta vẫn có một cái giới hạn, để không một ai kiêu ngạo và không một ai khoe mình cả. Như tôi biết nhạc, tôi đánh đàn guitar được, tôi đánh đàn ngọt được. Nhưng mà anh chị em biết không, khi tôi cầm tới cái trống, tôi không biết đánh cái trống như thế nào. Tôi đánh không ra nhịp được. Mà tôi đánh đàn, tôi đánh ra nhịp được. Tôi đàn cho hội thánh hát được, thờ phượng tập thể được, cá nhân được. Nhưng mà khi cầm tới cái trống, không có làm được. Nhưng mà có những anh em họ đàn dở nhưng mà cầm tới cái trống đánh rất là tốt. Cho nên là gì? Là đó là các ơn để giúp nhau. Và tôi nói thiệt với anh chị em là những cái chỉnh âm thanh này, có những cái âm thanh gọi là chỉnh cơ đó, tôi chỉnh rất tốt. Nhưng mà thảy vô điện tử tôi nhìn vô đám rừng tôi không biết gì hết. Không có làm được. Vừa rồi thì anh em kêu là cái máy ở dưới kia, cái bộ micro, cái mixer dưới kia là cần phải học, cần phải chỉnh. Rồi kêu tôi để đưa tôi vào. Tôi nói không. Tôi nhìn nó như cái đám rừng cho nên là anh em cứ bàn đi. Cứ bàn rồi quyết định. Là tôi chỉ biết ra là quan sát thôi. Là tôi không có một cái khái niệm gì về vấn đề đó cả. Tất nhiên nếu mình học thì vẫn được. Nhưng mà cái điều đó Chúa dùng những người này. Anh chị em biết là để live stream hay là làm tất cả âm thanh, xử lý âm thanh này kia,
anh em thấy có mình Hùng làm. Mà cách nay 4-5 năm Hùng không biết gì hết. Mà đến khi vô đây học, học lời Chúa xong rồi muốn phục vụ Chúa, mà giờ đánh đàn không được. Tôi nói bây giờ trong Chúa thì có nhiều cái mảng để chúng ta phục vụ lắm. Cho nên là nếu như mình có cái chỗ nào mà mình cảm thấy mình thanh cơ này là tôi chỉnh hết. Nhưng mà bắt đầu sau đó thì chỉ dân Hùng chỉnh, rồi sau đó thì qua các cái lĩnh vực khác. Rồi ngày xưa tôi từng làm video, rồi ghi âm, rồi ghi ra đĩa, rồi tất cả. Nhưng mà thời gian cũng rất là lâu rồi, cả chục năm rồi tôi không làm. Bây giờ tôi không còn nhớ là, tôi không còn nhớ nữa. Mà cái chứ tôi mày mò rất là giỏi. Tôi làm đĩa ra, tôi nhờ làm đĩa mà bán cho con cái Chúa để nghe bài giảng đó. Mà chúng tôi vượt qua những cái sự khó khăn trong những lúc mà về vấn đề tài chính. Nhiều cái thức nguyên đêm về làm suốt một đêm. Người ta làm người ta bán 10.000 cái, tôi làm bán có 5.000 cái thôi. Người ta 10.000 là người ta lời được là khoảng 6.000 một cái, 6.000 đến 6.500 một cái. Trong khi tôi bán có 5.000 tôi lời được có 1.000-1.500 cái. Nếu người ta chép được 100 cái thì người ta lời được 500-600.000, 600-700.000. Tôi chép được 100 cái tôi lời được 150.000. 100-150.000 vậy đó, cỡ đó. Và tôi muốn làm dùng cái công của mình cuối cùng là gì? Là làm gom được tiền thì cái máy nó hư. Gom được có tiền thì cái máy hư, tôi quên, tôi không khấu hao là cái máy nó chép thì nó phải hư. Rồi nó tốn điện, cũng không trừ điện luôn nữa. Không trừ tiền điện, không trừ gì hết á. Chỉ trừ cái tiền đĩa thôi, à, tiền đĩa, tiền nhãn như vậy, vậy, vậy. Rồi cái máy in của tôi vậy, in riết rồi cuối cùng là nó hư đầu in luôn. À, thôi, thôi nghỉ luôn, không làm nữa. Mình làm mình không có sự tính toán để có thể làm sao để có lợi ra. Rồi sau này thì khi mà chuyển qua bên thẻ nhớ này kia rồi không còn làm nữa, thì giao cho cả các em khác làm. À, tôi chỉ biết tập trung vào cái điều là soạn bài giảng, nghiên cứu để có thể trong việc giảng dạy lời Chúa làm sao để có thể nhân những người hầu việc Chúa ra. Thì đó là cái điều mà tôi thấy là Chúa đang dùng tôi để làm công việc này. Ngày trước đây tôi đi từng đi truyền giảng cá nhân, mở hội thánh cùng với tất cả các anh em khác. Những anh em đi mở hội thánh thì tôi vẫn đi mở hội thánh. Anh em dạy giáo lý tôi vẫn dạy giáo lý. Nhưng mà sau này thì tôi thấy được rằng là nếu tôi làm những công việc đó thì những anh em khác không có cơ hội làm. Thì như vậy tôi sẽ lui về tôi làm những công việc khác hơn để những anh em khác có thể làm công việc đó. Rồi điều thứ 3, ta sẽ nói sức mạnh của sự đa dạng. Điều thứ 2, chúng ta thấy trong sự sức giàu của Chúa thì cũng vậy. Có những người cũng có sự sức giàu khác nhau, nhưng mà sự hiệp một sẽ đem lại sự sức giàu quý giá để có thể giúp đỡ cho nhiều người. Rồi được trang bị và kinh nghiệm của nhiều người. Có người thì kinh nghiệm dạng này, có người kinh nghiệm dạng khác. Anh em đừng có coi thường những người đã từng bị tà linh hay là từng là sử dụng bùa ngải, tại vì họ từng hoạt động trong lĩnh vực đó. Cho nên khi có những điều mà giải cứu cần đến những người đó thì chúng ta đã có những người có kinh nghiệm rồi, biết cái hoạt động của giới linh nó như thế nào. Và những người mà đã từng ở trong giới linh nhiều đó, họ rất là nhạy bén trong thánh linh. Khi mà họ đầy dạy thánh linh của Chúa rồi, họ thờ vườn Chúa, họ đọc kinh thánh, họ biết nhiều lời Chúa thì họ nhạy bén trong giới linh. À, có một cái chị kia, à, thường thì tôi đi truyền giáo hay là đi giải cứu thì chị tôi thường hay cho chị biết. Chẳng hạn như chị là người đi buôn bán thôi, nhưng mà chị lại được cái ơn là nhạy bén trong giới linh và nhận sự mặc khải rất chính xác. Thì có lần kia thì tôi đi xuống tầng dưới Hồng Ngự và chúng tôi cầu nguyện giải cứu cho mấy cô này. Cô này bị một cái dạng tà linh nó ám, mà nó ám như cô đó, mà cô đó nó trường giống như là trường như con cá vậy, nó cứ trường dưới đất, trường và đuổi hoài không ra. Và chúng tôi mới nhắn tin cho chị là tôi đang cầu nguyện, tôi gọi điện cho chị nói tôi đang cầu nguyện cho cái người tên là gì đó, chúng tôi đang ở đây, không có nói gì về vấn đề tình trạng của người đó hết. Và khi nói như vậy chị cầu nguyện, và tại vì khi mình nói trước về tình trạng người đó thì chúng ta sẽ nhận không chính xác, nó bị in trí. Và chúng tôi bắt đầu, chị nói là cái người đó đang như vậy, ở tại đó chúng tôi đang cầu nguyện, cho nên chị hỗ trợ bằng tôi bằng cầu nguyện, nếu Chúa bày tỏ bất cứ một sự mặc khải nào thì cho chúng tôi biết. Rồi chúng tôi cúp máy xong thì khoảng chừng 1-2 phút sau chị gọi điện lại và chị cho chúng tôi biết rằng là tình trạng người này như vậy, và chúng tôi biết được là nó đang ở trong tình trạng nào, thậm chí có những gì cầm buộc bùa ngải hay là giao ước gì đó là chúng cho Chúa cho nhìn thấy, người chị em đã thấy. Và chúng tôi giúp đỡ rất là nhanh trong một tình huống đó. Cho nên là cái sự sức mạnh của sự đa dạng đó, đó là tất cả đều thân thể đều cùng làm việc. Chúng ta thấy một cái lý ví dụ, giả sử như cái lon này
tôi có thể cầm một ngón tay được không? Được không ạ? Được chứ? Một ngón tay tôi cầm được chứ? Được không ạ? Nhưng mà dễ lấy không ạ? Người ta muốn tước đoạt cái này lấy được không ạ? Được. À, nhưng bây giờ nếu mà hai ngón tay thì là khác ạ. Phải không? Tôi dễ dàng nâng lên hơn. Và người ta muốn lấy là khó ạ. Khó hơn phải không ạ? Nhưng ba ngón thì sao? Bốn thì sao? Năm thì sao? Mà chắc chắn hơn. Cho nên cái sự hiệp một, cái sự đa dạng của sự hiệp một đó, để giúp cho cái công việc của Chúa trở nên hiệu năng hơn. Và khi làm việc như vậy, không một ai kiêu ngạo hết. Không ai kiêu ngạo hết. Thế người đó, tôi đặt tay cái người đó lành, tôi đuổi cái quỷ nó ra. Không có. Tại như lần tôi với tôi làm chứng cho anh em chưa, có lần giải cứu cho cái anh này, anh bị tà linh bùa thái. Và khi mà vào để giải cứu, nó lồng lộn lên và nhiều người giải cứu đó. Thì trong vấn đề giải cứu thì tôi cũng là một trong những người gọi là được cái ơn đó, và nhiều người cũng biết về cái ơn giải cứu, về cái sự giải cứu mà Chúa dùng tôi. Cho nên tôi đứng vòng ngoài. Trong lòng của tôi nghĩ là cứ để cho mọi người giải cứu đi. Chừng nào không được thì mới hãy tới mình. Nó có một cái tư tưởng đó anh chị em. Và tôi nói chị em là mới á, chúng ta luôn luôn hay bị cái sự cám dỗ, cái tư tưởng đó. Đừng lo, cứ tiếp tục bởi ơn của Chúa tiếp tục bước tới. Cho nên khi trái nó nhiều trái rồi á, là nó quằn xuống à. Cái người mà có trái của Thánh Linh nhiều á, là nó quằn xuống à. Họ bắt đầu khiêm nhường, họ nhu mì, họ không có tỏ mình ra nữa, mà họ chỉ tỏ Chúa ra thôi. Anh em sẽ thấy khác liền. Bắt đầu để ý. Mà nhiều người cầu nguyện đuổi. Và nó khống chế cái người này không ra. Thế là mấy người đuổi một hồi, la hét cũng khàn cổ rồi. Bắt đầu mới quay ra, họ mới nói: "Hơi mục sư Bủ vô đi. Mục sư Bủ là chuyên gia giải cứu nè, vô đi." Và tôi cảm thấy mình hãnh diện lắm khi người ta nói cái điều đó. Chuyên gia giải cứu nha. Và tôi vô, tôi đứng, tôi nhìn. Tôi chắp tay phía sau và tôi nhìn. Rồi. Ra mày. Không ra. Chà, căng quá, mình tưởng là mình ngon lắm. Ra mày. Nó không ra. Rồi bước tới chắc ăn hơn. Nhân danh Chúa Giêsu, ra mày. Nó không ra. Thôi chắc ăn hơn nữa. Nhân danh Chúa Giêsu người Nazareth, ra mày. Nó cũng không ra luôn. Và bắt đầu chúng tôi làm biết bao nhiêu cách, đủ kiểu hết, nó không ra. Cả hơn một tiếng đồng hồ, mười mấy ông mục sư kỳ cựu đuổi con quỷ đó, không ra. Nó giống như trêu người vậy đó. Và chúng tôi cuối cùng là khang cả cổ hết, mệt hết. Ông giáo sĩ với cái người thông dịch cứ đứng đó nhìn. Tại bữa bội linh mà. Ông giáo sĩ đứng nhìn, ông cứ nhìn quan sát chúng tôi. Ông đứng cả tiếng đồng hồ như vậy, ông quan sát chúng tôi đuổi. Mà chúng tôi cảm thấy rất là hãnh diện để đuổi cho ông thấy rằng lần mục sư Việt Nam có quyền năng để đuổi quỷ. Đuổi không ra. Rồi khi mệt rồi đó, bắt đầu cái lui ra hết. Thôi mệt rồi lui ra. Khang cả giọng, găng giọng này kia đủ kiểu hết. Có người thì nói thì cái giọng bình thường rồi. Nó cũng chẳng có ra. Bây giờ con của mình làm găng giọng cái là con mình nó biết mình là như thế nào rồi, nó sợ đúng không? Quỷ đâu có sợ mình găng giọng đâu. Và cuối cùng là chúng tôi đủ được. Bắt đầu cảm thấy, mọi người bắt đầu cảm thấy xấu hổ, lui ra hết. Bắt đầu ai cũng trở nên khiêm nhường hết. Đứng khiêm nhường lắm. Thương lắm. Tôi nghĩ là Chú quay cái bộ phim đó sau này Chú chiếu lại coi cười lắm á. Thật ra không ai khiêm nhường đâu. Đuổi ông ra. Đuổi ông ra giống như các môn đồ trong Mát Đoàn Chính. Đuổi ông ra. Không dám ho hé gì hết. Cái ông giáo sĩ, ông mới vỗ tay. Anh nói: "Anh em ơi, tôi không biết anh em được dạy như thế nào về đuổi quỷ, nhưng mà tôi được học á, tôi được dạy đó là đuổi quỷ chỉ cần một người đuổi thôi, còn tất cả đều phải cầu nguyện cho cái người đuổi đó. Tại vì ai cũng là con của Chúa, ai cũng là tôi tớ Chúa, cùng ra lệnh nó biết vâng lời ai. Một người đuổi thôi, không phải người đó làm nổi mình,
Nhưng mà cái người đó chỉ cần một người thôi, con của Chúa một người ra đại diện đuổi thôi, là nó sẽ đi thôi. Thì ông giáo sĩ nói thì cái người mà bị quỷ ám vẫn còn nằm một đống đó, mà nó trêu ngươi chúng tôi ghê lắm. Nó làm cái mặt nó múa hề, rồi nó chắp banh miệng ra, nó dị con mắt nó xuống trợn lên rồi. Mình không làm gì được nó hết trơn, tức ghê luôn á, không làm gì được nó. Và khi mà đứng một hồi thì chúng tôi, ông giáo sĩ ông nói như vậy xong thì chúng tôi mới kêu là thôi ra đi, ra đuổi đi. Thật ra rồi hồi nãy đuổi là không được rồi, cho nên bây giờ ngại không dám ra, cứ ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Cứ thúc người này người kia, thúc qua thúc lại. Cuối cùng thì chúng tôi thống nhất với nhau là thôi cử cái ông già nhất ở trong, mục sư già nhất ở trong đó, trưởng lão. À, bây giờ thôi mà mục sư lớn tuổi nhất thôi, mục sư ra thì chúng tôi cầu nguyện cho mục sư. Cái ông ra, ông đứng đó. Nhìn nói, nhân danh Chúa Giêsu ra khỏi người này. Thì ông giáo sĩ nói rồi được rồi đó, đi vô đi, đuổi chạy ra đi vô đi. Rồi đi vô, bắt đầu chúng tôi bắt đầu hát ngợi khen Chúa. Chúng tôi hát ngợi khen Chúa, thì hát ngợi khen Chúa bắt đầu nó, cái người bị quỷ ám nó, họ con mắt nó lăn lộn như này, nó tức giống như nó tức vậy đó, nó tức lông lộn, nó lươm người này lươm người kia. Bắt đầu nó múa sân đông bãi giỏ, nó nhảy múa kiểu mà hát sao nhảy múa, rồi nó uống người, nó cái đầu nè đụng với cái chân móc cái gót chân mà nó không té, nó làm tỏ ra như vậy. Rồi cái mặt nó lúc thì như là con cọp ha, còn lúc thì nó là như con rắn, nó xè ra, nó làm đủ kiểu hết. Ông nói đừng quan tâm, cứ thờ phượng Chúa đi, cứ thờ phượng Chúa, tại vì cái lệnh đuổi đã đuổi rồi, mà bây giờ cứ thờ phượng Chúa. Và chúng tôi thờ phượng Chúa chưa đầy 10 phút đồng hồ, nó nhảy từ chỗ này, nó nhảy lộn qua chỗ kia, nó chồng trái làm đủ kiểu, nó làm loạn xà ngầu trong cái phòng nhóm hết. Và nhưng mà có điều là nó không có văng ra được khỏi cái vòng của chúng tôi, là chúng tôi hát ngợi khen Chúa, chúng tôi đứng, nó nhào nó lộn nhưng mà nó không ra khỏi cái vòng đó. Và khi tôi hát một hồi, thờ phượng Chúa một hồi, ca ngợi Chúa, cuối cùng nó nhảy đã ngồi, nó ngã cái bích xuống cái nồi. Cái nó giật mình, cái ủa tôi đang ở đâu đây, quỷ nó ra khỏi, hoàn toàn tỉnh táo lại. Và kể từ đó là một bài học rất là xương máu của chúng tôi về vấn đề đu quỷ. Anh xem biết nó là kẻ kiêu ngạo mà chúng ta chỉ có một chút kiêu ngạo thì sao, làm sao đuổi nó, đúng không ạ? À? Bây giờ tao kiêu ngạo Chúa đuổi tao khỏi thiên đàng, bây giờ mày kiêu ngạo sao mày đuổi tao? Khi chúng ta kiêu ngạo là gì, không đuổi được nó mà được cái gì, nó bắt đầu tâng bốc chúng ta lên, nó tâng bốc chúng ta, và cuối cùng là gì, mình rớt vào trong cái bẫy kiêu ngạo luôn. Cho nên đi từng đôi phải luôn luôn hỗ trợ nhau, đừng chê anh em mình, đừng chê xong người này dở quá, đi với tôi sao dở quá, không làm gì hết, chỉ có ngồi đó cứ cầu nguyện không à? À nếu không có người cầu nguyện đó chúng ta không làm được việc đó, đúng không ạ? Cái bàn tay này, ngón tay này là to nhất đúng không? Mà khi mình ngứa lỗ tai nó, ngón tay này làm không làm ăn gì được hết trơn á, phải không? Nhưng mà đôi khi cái móng tay nhỏ xíu vậy nè, ô như nó ngoái cái đã quá, hết ngứa liền. Cho nên là tại sao Phaolô ông xưng ông là sứ đồ Úc, ông đâu có nói là ông là sứ đồ lớn đâu, ông nói ông giỏi, đâu có nói ông giỏi đâu. Và thực tế ông giỏi hơn tất cả các sứ đồ khác đúng không? Nhưng mà ông nói là tôi là sứ đồ Úc, tôi nhỏ nhất. Cho nên càng khiêm nhường thì Chúa ban cho càng ơn càng lớn hơn. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy rằng là việc cái sức mạnh của Chúa đã dàn rất là đang đặc biệt. Rồi cái điều thứ ba đó là trách nhiệm liên đới. Thứ nhất về trách nhiệm về giới tính, rất cần cầu nguyện dạy cứu cho nữ, cần phải có người nữ theo giúp đỡ chúng ta. Không được hai người nam cầu nguyện cho người nữ, mà phải có một người nữ, một người nam và một người nữ có thể cầu nguyện cho một người nữ được. Nhưng cầu nguyện cho người nam thì có thể một người nam một người nữ cầu nguyện được, hoặc là hai người nam cầu nguyện được. Nhưng mà hai người nữ đừng nên cầu nguyện cho người nam, không có hay đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy có những cái trách nhiệm liên đới về vấn đề giới tính. Chúng ta sẽ không có khiến cho nó lên án hay là chỉ trích chúng ta, lợi dụng chúng ta. Mà không trong khi giải cứu nữa, đôi khi nó làm cho đứt nút của người nữ, thì lộ những cái bộ phận nhạy cảm ra, thì lúc bấy giờ có người nữ bên cạnh bảo vệ chúng ta. Thiệt ra cái người mà đi vào trong cái chức vụ giải cứu rồi thì Chúa đã giải phóng người đó ra khỏi những cái sự tham, gọi là tham dục rồi. Cho nên là cái vấn đề nó không có quan trọng, nó quan trọng đối với chúng tôi.
Chúng tôi cầu nguyện giải cứu cho người này người kia nghiệp. Điều đó không quan trọng với chúng tôi. Và trước đây đó, cái thời gian đầu đó, bị chi phối lắm đó chị em. Nhiều khi đang giải cứu vậy tự nhiên nó cởi áo ra. Nó làm cho cái người đó bị cởi áo ra. Khoe bộ phận nhạy cảm như vậy. Làm cho mình phải choáng. Có một ông mục sư kia đến mà nó cởi truồng ra luôn. Để cho khỏi nhìn, dám nhìn luôn. Nhưng mà lúc đó lại có một người nữ đi cùng. Và người nữ đó nên xử lý liền. Xử lý xong, lấy quần áo mặc lại xong rồi. Lúc bây giờ mới bước vô giải cứu. Cho nên nó có cái tính chất đa dạng về vấn đề trách nhiệm liên đới trong vấn đề giới tính. Chúng ta phải bảo vệ nhau. Và không cho phép cái sự lừa dối của ma quỷ liên quan vấn đề giới tính ở trên trong lúc mà chúng ta giải cứu. Nếu trường hợp khi mà giải cứu, anh chị em nhớ, chúng ta cần có những cái tấm đắp hoặc là có thể một cái áo khoác cũng được. Tại khi mà khi té xuống đó, cái ma quỷ nó giật người đó té xuống hoặc là nó ra khỏi người đó, thì khi mà nằm xuống thì nó sẽ có những cái khi mình mặc đồ đó, thì khi nó sát quá thì nó có những cái điều nó không có hay. Cho nên là có thể là dùng cái áo khoác này, hoặc là trong chỗ nơi giải cứu thường có những cái tấm khăn hay là cái tấm đắp, là chúng ta chỉ cần phủ lên là được rồi. Phủ lên tới cái ngực của người đó là được, hay là chỉ cần phủ từ cái bụng trở xuống cũng được rồi. Và khi mà chỉ cần một cái tấm vải như vậy phủ ngang, mà thấy chúng ta thấy có một điều đó nó đặc biệt lắm, nó trân trọng cái người mà chúng ta đang giải cứu đó. Rồi có những điều như là đặt tay, thì có những lúc người ta bị tổn thương và nó làm cho nghẹt thở, nó bóp cái ngực nghẹt thở và làm cho tim của người ta có thể là thậm chí là nó đau, thì lúc bấy giờ là cần một bàn tay của người nữ để giúp cho là đặt tay lên và chúng ta truyền lệnh cho cái ta linh mày phải buông ra khỏi người này. Có những điều anh thấy lạ lắm. Bình thường người này cũng hướng dẫn cầu nguyện chung với chân, không có hiện tượng xảy ra, hoặc là nếu có thì có một hai điều xảy ra thôi. Nhưng mà khi bắt đầu đặt tay lên thì nó có một chiều điều gì đó khác, nó lộ ra ngay. Rồi cách trách nhiệm liên đới thứ hai là phương cách, trách nhiệm về phương cách phục vụ. Như chúng ta nói về trong sự giải cứu, nó nhiều cái góc độ để phục vụ lắm. Đôi khi đang giải cứu nó đòi đi ngoài, bây giờ người nữ thì sao? Nếu người nữ đi ngoài thì phải có một người đi theo vào đó. Đôi khi chúng ta đâu biết được, khi nó chưa có ra khỏi người đó thì đôi khi chính nó lại giết nạn nhân khi nạn nhân vào trong nhà vệ sinh một mình. Có những trường hợp là nó lấy cái sợi dây mà xịt nước á, quấn cổ người nạn nhân. Có những cái là nó đem đầu, nó ghì đầu nạn nhân vô cái xô nước. Cho nên phải có giúp đỡ nhau trong vấn đề phục vụ này, là có những người nữ để giúp đỡ nhau đi cùng. Có những trường hợp khi chúng tôi cầu nguyện trong tập thể đông, tôi không ngại để có thể giữ người đó hay đặt tay người đó, hay là kể cả giống như ngày hôm qua cầu nguyện cho em của bó đó, khi rất té xuống cái không có ai đỡ được thì tôi nhảy ra tôi đỡ, và tôi cái tay tôi phải đỡ vô cái phía sau cái đầu của người đó và cầu nguyện cho người đó. Có một hồi cách nay khoảng 3 năm về trước, chúng tôi cũng có cầu nguyện cho một em giải cứu cũng tại đây, 3-4 năm, không biết là đứa Hùng biết chưa, Trang Thơ. À, em này bị tà linh và chúng tôi cầu nguyện giải cứu rất là lâu, khoảng tính ra cũng khoảng 2 tuần lễ, thời gian khoảng 2 tuần lễ. Và lúc đầu thì giải cứu bên nhà mục sư Tuấn, tại vì em của mục sư Tuấn, em bà con. Sau cuối cùng tôi nói thôi đưa qua bên đây. Coi như em này thức sáng đêm ca hát, la hét rồi đủ kiểu hết trơn, coi như là từ đêm này qua đêm kia, đến nỗi chúng tôi phải thay phiên nhau để trực. Và tôi coi giống như là con cháu vậy đó. Và cô này lúc khi mà nó có một cái linh sợ hãi ở trên cô này, khiến cho cô này không có dám coi như là gặp ai, chứ thấy cái người này là sợ, biết người này là chuẩn bị hại người này, hại cô này hay gì đủ thứ đó. Nhưng mà khi tôi lên thì là khác. Tôi lên chạy lại ôm tôi, dính tôi, thầy ơi cứu con với, thầy ơi cứu con. Và có những lúc tôi phải túc trực bên cạnh đó với một cô gái khác, có một em lúc đó là Trúc Phương. Thì Trúc Phương cũng mới trở lại với Chúa, cũng không có được mạnh mẽ lắm, nhưng mà tôi cần một người đó ngồi, người nữ ngồi đó. Lúc mà cô này mòn mỏi rồi, cô Trúc Phương mòn mỏi rồi, thì có tôi kêu thay phiên là mẹ của cô đó thức với tôi, và tôi trực tiếp
để cùng, để chia sẻ, để gây dựng, để cầu nguyện, để khai thác, để an ủi, để khích lệ cái tâm linh của người này, để người này được mạnh mẽ. Và trong một cái đêm đó là đêm thứ bảy, nhớ đêm thứ bảy, coi như cô đó thức trắng đêm. Và tôi cầu nguyện: Chúa ơi, con chúng con cũng mệt quá rồi, bây giờ xin Chúa Ngài giúp chúng con. Thì tôi không có cầu nguyện nữa, mà tôi bắt đầu tôi ngồi tôi quan sát. Trên đây chúng tôi trải những cái niệm để cho cô này không có bị nó đập đầu. Nhiều khi nó lại đập đầu cô này. Thì khi mà tôi ngồi tôi quan sát, tôi ngồi xuống tôi quan sát, thì tôi nhìn thấy những cái động thái, động tác của cô này. Tự nhiên hai tay đưa tay lên. Bắt đầu tôi thấy cô này lấy cái tay đưa qua đưa lại. Đó là hành động của sự thờ phượng. Đó là hành động sự thờ phượng. Cô này muốn thờ phượng lắm, nhưng mà miệng không hát ra được lời Chúa. Tôi mới lại đi lại gần mà tôi nói: con muốn thờ phượng Đức Chúa Trời lắm đúng không? Tự nhiên nước mắt chảy ra. Con nước mắt của cô đó chảy ra. Và tôi biết là trong tâm linh cô này rất là khao khát để muốn thờ phượng Chúa. Và tôi hỏi: bây giờ con muốn thờ phượng Chúa thì con cứ tự do con thờ phượng Chúa. Con hãy bày tỏ tấm lòng của con để thờ phượng Đức Chúa Trời đi. Và cô nằm như vậy, là mình cứ tới đưa tay, đưa qua đưa lại. Mà cái gương mặt bắt đầu tôi nhìn thấy cái gương mặt nó tươi lại, nó tỉnh lại, có sự sáng của Chúa trên gương mặt này. Và cảm ơn Chúa là khi bắt đầu cô này bắt đầu thờ phượng Chúa, tức là cô này hợp tác với chúng tôi được rồi. Tâm linh của người này với chúng tôi được hợp tác lại với nhau được rồi. Thì lúc bây giờ tôi chia sẻ cho cô này, tôi nói rằng là con được chữa lành rồi đó, con được giải cứu rồi. Sau đó thì cô này cầu nguyện xong thì Chúa cho nằm xuống ngủ. Tôi để cho ngủ khoảng chừng 50 phút. Tôi nói với mẹ của cô đó: bây giờ thôi, cháu nó ngủ rồi, chị nằm kế bên đây thôi, không cần phải thức đâu, chị ngủ đi. Và lúc đó khoảng cả 3 giờ sáng đó, thì tôi xuống tôi ngủ. Tôi ngủ mới 5 giờ sáng, tôi nghe tiếng hát. Tiếng hát là: nguyện chúng tán Chúa muôn đời, dân Chúa hết tâm hồn. Ủa, tôi nghe tôi nói cái giọng, ủa giọng của cái cô luôn đó, mà không có cầu, không ở trên đây mà là xuống dưới phòng ở dưới. Tôi nghe hát, wow, ô bắt đầu hát cái bài nguyện chúc tán, rồi thờ phượng qua bài này qua bài kia, là tôi bước ra tôi nhìn thấy là gương mặt này được giải cứu rồi. Mà cảm ơn Chúa, kể từ ngày hôm đó Chúa cho cái tâm trí bắt đầu phục hồi tỉnh dần và được hoàn toàn được chữa lành. Bây giờ cô này thì đang nhóm ở bên một cái hội thánh bên kia. Tại vì cô này trước đây thì bên CMA, rồi sau đó thì giờ còn nhóm bên một cái hội thánh gần bên trên nhà của cô. Tôi kêu qua đây nhóm, tôi nói qua đây cứ quan con cứ qua đây nhóm, còn cổ ngại giống như là lúc mà cổ bị tà linh nó chiếm hữu đó, thì cổ có cái này cái kia rồi cổ sợ rằng mọi người cổ quê với mọi người. Tôi nói không ai quê với ai hết trơn, đây là tất cả mọi người cùng giúp đỡ để có được giải phóng. Cho nên chúng ta thấy là cái trách nhiệm của sự liên đới rất là quan trọng. Chúng ta sẽ bảo vệ nạn nhân, mục sư và luôn cả đội giải cứu. Bởi vì có những người họ ghét hoặc là họ có sự tranh cạnh gì với chúng ta đó, họ sẽ nói ra những cái điều không có đúng. Và nói điều đúng thì chúng ta ở trong đội giải cứu, chúng ta phải bảo vệ nhau. Chúng ta phải bảo vệ nhau nha. Chẳng hạn như là chúng tôi có từng đã từng nói anh chị em á, là thi giải cứu là đưa cái cô gái đó vào trong phòng, bởi vì ở ngoài ồn ào quá, và cùng với một người nữa đi cùng với chúng tôi vào trong phòng. Giải cứu xong, cái người họ không thích chúng tôi, họ dựng chuyện lên, họ nói là tôi đã dẫn gái vô phòng. Thì đó cũng là cách mà chúng ta cũng phải trả giá. Nhưng mà chúng ta có người bảo vệ, có người bảo vệ chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Rồi chúng ta qua cái phần 22, những điều cần nhớ. Trong 3 điều: danh Chúa nè, lời Chúa, huyết Chúa. Thì chúng ta biết danh Chúa Giêsu là cái quy quyền mà Chúa giao để chúng ta nhân danh Chúa Giêsu để cắt đứt tất cả mọi khế ước, đuổi quỷ, chúc phước, tất cả mọi thứ đều danh Chúa Giêsu hết. Thứ hai, lời Chúa là công bố lời Chúa, tức là có lời chép những cái điều đã chép. Chẳng hạn như nó kiện cáo, người này hợp pháp, đem ta vô, mời ta vô. Đúng, người này có thể lúc đó hợp pháp đem người vô, nhưng hôm nay là bất hợp pháp, bởi vì Chúa Giêsu làm chủ người này rồi. Chúng ta công bố lời của Chúa. Bản nhà như nó nói rằng là tao không tha cho người này đâu, tại vì người này
phạm tội này thế kia, mày không tha thì mày cũng phải tha. Bởi vì lời của Chúa có chép, Chúa Giêsu đã gánh hết tất cả tội lỗi của người này rồi. Đó là điều ta cần công bố. Đã. Rồi nó tố cáo người này, phạm tội kia hay là cái gì đó không cần biết. Mọi sự tố cáo đó là tại vì cái bản chất của nó là kẻ tố cáo. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta nhân trên Chúa Giêsu công bố rằng thông qua huyết của Chúa Giêsu để chuộc người này, cho nên mày không được phép tố cáo người này nữa. Thì ở đây huyết của Chúa là cái giá chuộc. Rồi chúng ta huyết đó là thanh tẩy để công bố lên cho cái sự giải phóng, sự tha thứ của Chúa cho nạn nhân. Chúng ta thấy là có nhiều người cứ vơ vô một cái là huyết Chúa bao phủ một cái là xong. Không có kinh thánh hỗ trợ vấn đề đó. Nhưng đó là cái những cái điều kinh nghiệm của cá nhân. Huyết trong Cựu Ước là dấu hiệu để cho một câu 7. Huyết là sự thanh tẩy ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 7 đến câu 9. Cho nên đôi khi chúng ta cứ chụp một cái là vớ một cái là thôi huyết bao phủ một cái rộp một cái cho nó xong cho nó nhanh. Có người cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, huyết Chúa bao phủ toàn Việt Nam, huyết Chúa bao phủ toàn nước Mỹ, huyết Chúa bao phủ toàn châu Âu để virus corona nó không có tấn công nữa. Tào lao có. Nếu vậy là quá dễ rồi. Vậy sao bao phủ mà sao nó vẫn còn tấn công mà mầm vậy? Vẫn chết bình thường nha. Cho nên có nhiều điều mà chúng ta cầu nguyện mà nó không có trong Kinh Thánh. Khi tôi dạy những điều này á, tôi bị chống đối lắm. Nói là nào là mục sư dạy không có phủ nhận cái quyền năng của huyết. Không có. Tôi dạy đang chia sẻ một cách đúng đắn về cái giá trị của huyết để chúng ta biết sử dụng nó một cách như thế nào, một cách đúng đắn nhất. Thậm chí có những lớp học tôi đã dạy rồi, xong cuối cùng họ nghe đâu đó cuối cùng cũng huyết Chúa bao phủ anh nha, huyết Chúa bao phủ hội thánh nha, huyết Chúa bao phủ cái nhà, huyết Chúa bao phủ cái xe, huyết Chúa bao phủ cái chuồng heo nha. Chúng ta đang lấy dùng huyết Chúa làm chơi mà chúng ta không biết nữa. Huyết là giá chuộc. Chúng ta tin nhận Chúa, tôi tin nha, bản thân tôi tin. Một lần duy nhất tôi công bố huyết của Chúa thì huyết của Chúa đã có sự bảo vệ cho tôi trọn đời. Tôi không sợ. Tôi đi ở đâu tôi cũng chẳng sợ. Tôi bước vô chùa tôi cũng chẳng sợ. Lên những cái chỗ nguy nan gì đó của ma, của quỷ tôi cũng chẳng sợ. Tại vì tôi là có giá chuộc của huyết thôi. Không phải khi tôi sinh thì huyết mới bảo vệ tôi. Nhưng tôi có dấu hiệu của huyết. Tôi tuyên xưng một lần Chúa Giêsu tha thứ cho tôi. Và tôi đã có dấu hiệu của huyết ở trên đời sống của tôi rồi. Không có huyết làm sao có sự tha thứ. Không nhờ huyết làm sao được chuộc. Cho nên tôi đã có giá chuộc của Chúa cho tôi. Cho nên tôi không cần phải xin thêm nữa. Nhiều Chúa trao gươm cho mình rồi. Mình cứ Chúa ơi cho gươm con này. Chúa ban cho quyền năng. Chúa ơi cho quyền năng. Chúa ơi cho quyền năng. Chúa hỏi con ta cho con rồi mà. Nhưng mà Chúa ơi con, Chúa cho con quyền năng đi Chúa. Chúa cho con quyền năng đi Chúa. Và cứ mỗi lần mà cứ cầu nguyện gì đó, Chúa huyết bao phủ, Chúa huyết của Chúa bao phủ hội thánh của chúng con để bình an. Chúng ta cầu nguyện giống như để được an tâm, nhưng thật sự chúng ta đang gieo rắc cái sự sợ hãi mà chúng ta không biết. Chúng ta nói một cái điều sợ hãi, nếu không có huyết của Chúa bao phủ là chúng ta là bị tấn công đủ thứ. Nhưng mà chúng ta không dạy cho người ta biết cái năng quyền của huyết. Huyết của Chúa một lần đủ cả đã đổ ra cho tôi và chị em một lần để chúng ta nhận và chúng ta được sự bảo vệ trọn đời. Và khi tôi ăn năn với Chúa thì tự Chúa Ngài sẽ thanh tẩy cho tôi. Tôi không cần phải là Chúa ơi con phạm tội này, xin Chúa lấy huyết của Ngài thanh tẩy cho con. Ủa như vậy sao đừng ăn năn? Đúng không ạ? Nếu chúng ta ăn năn mà chúng ta còn kêu Chúa cái cách để mà Chúa làm sạch tội của mình thì thôi đừng có ăn năn. Chúa biết cách để làm sạch không? Có người cầu nguyện Chúa ơi xin Chúa tha tội cho con có nói dối, xin Chúa lấy huyết của Ngài làm sạch cái sự nói dối của con. Giống như là Chúa ơi giờ con ăn năn đấy, nhưng mà Chúa không biết cách làm để con chỉ với Chúa nhờ Chúa lấy huyết của Chúa bôi, Chúa quẹt một cái là con hết liền. Có cần phải nói là phải dạy Chúa cách để Chúa làm không? Hay là chúng ta chỉ cần xưng tội mình thôi? Nhớ. Chúng ta có thể công bố câu kinh thánh đó. Con tin rằng lời của con có ăn năn với Chúa và lời của Chúa nói rằng chúng con xưng tội thì Ngài là thành tín công bình tha tội chúng con, làm chúng con sạch mọi điều gian ác. Đó là công bố lời của Chúa ra chứ không phải kêu Chúa rồi cách chỉ Chúa cách Chúa phải làm như thế nào. Thế là cầu nguyện kiểu đó, Chúa nói thôi vậy nó con biết cách con làm thôi, đừng cầu nguyện với ta. Phải không? Con biết cách của con làm rồi mà. Con biết cách làm sao cho sạch, làm sạch thì con làm đi. Có phải anh chị em cũng từng cầu nguyện xin huyết Chúa bao phủ đúng không?
cần phải xin. Tại có rồi sao xin nữa. Mà huyết Chúa đã đổ, nó giọt huyết cuối cùng nè. Bây giờ huyết Chúa còn đổ nữa không? Huyết Chúa đâu còn đổ nữa không? Mà Chúa sống lại rồi, và Ngài vẫn hành động chúng ta. Cho nên không cần phải xin huyết Chúa bao phủ. Không cần phải xin. Có rồi mà xin hoài á là bị đòn á. Đúng không ạ? Chẳng hạn như Chúa trao quyền cho chúng ta đuổi quỷ. Chúa ơi đuổi quỷ cho con. Chúa ơi đuổi quỷ lại cho con. Chúa ơi đuổi quỷ lại cho con. Chúng ta cứ cầu nguyện, quỷ nó cứ cười kha 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 kha. Có nhiều khi chúng tôi nhân viên Chúa Jesus ta ra lệnh cho mày phải đi ra khỏi. Người ta nói sao hổn vậy? Tại sao mà dám ra lệnh cho con quỷ? Sao thì xin Chúa đuổi con quỷ thì mình tôn trọng Chúa. Thật ra người ta nói như vậy nó không có đúng. Tại vì Chúa trao quyền cho chúng ta mà. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu xin Chúa đuổi con quỷ này khỏi con à? Không có. Nhân danh Chúa Giêsu ta truyền lệnh cho mày phải đi ra khỏi người này. Đó là cái lệnh truyền của người biết quý quyền. Trong cái bài quy quyền cơ đốc nhân á, thì có một cái phần là những vấn đề huyết mà anh chị em, cái bài mà của chúng ta sửa, cái bài làm của chúng ta đó, nhìn như nó bị sai hết chứ bằng đó. Để cột trói kẻ thù thì dùng danh Chúa và lời, xin lỗi, sự ngợi khen. Kẻ thù nó phải bị rối loạn, nó phải chạy, nó phải bị cột trói. Còn huyết là để làm cho nó im cái miệng của sự kiện cáo của nó lại. Nó là kẻ kiện cáo anh em ngày và đêm. Chúng ta đọc cái câu kinh thánh là chúng thắng chúng nó nhờ huyết chiên con. Thế là chúng ta công bố trong danh Chúa Giêsu, huyết Chúa bao phủ người này là thắng rồi. Tầm bậy amen, sao amen được? Không hiểu được cái điều nãy giờ tôi chia sẻ, không được hiểu được à? Cái này cô này hay bị in trí nè, tức là học ở đâu á mà nhớ cái điều đó, khi nói cái là y như rằng lực. Khải Huyền đoạn 12 câu 11 nói là gì? Chúng thắng chúng nó nhờ huyết chiên con bởi lời làm chứng của mình. Cái câu đó là amen được. Nhưng mà thắng cái gì? Huyết đó thắng cái gì? Có nhiều người làm cho nhanh, nhân danh Chúa Giêsu huyết Chúa bao phủ cho người này, rồi thắng rồi đó. Không phải. Không đúng lẽ thật. Bây giờ ai mà muốn chống lại cái đường này này cứ ngồi xuống với tôi. Nói chuyện bằng lời Đức Chúa Trời. Tôi sẽ nói cho nghe. Tôi sẽ dẫn chứng, nếu chẩn chứng được mà có huyết bao phủ, xin huyết bao phủ thì tôi sẽ cho đồng ý. Nên không có chỗ nào Kinh Thánh nói về huyết Chúa bao phủ cả. Và chúng giống như cái thói quen vậy đó anh chị em. Cái thói quen là cái lời trong cửa miệng đó. Mà chúng ta cầu nguyện, đôi khi chúng ta cầu nguyện như này: nhân danh Chúa Giêsu, cậy quyền trong huyết của Chúa Giêsu, ta truyền lệnh cho ma quỷ phải ra khỏi người này. Đó là cũng cái điều cũng là không có trong Kinh Thánh luôn. Và chúng ta nghĩ là danh Chúa Giêsu chưa đủ, cho nên thêm một quyền trong huyết của Chúa Giêsu nữa cho mạnh hơn. Mà ma quỷ nó cười. Chúa kêu lấy danh Chúa đuổi quỷ hay lấy huyết Chúa đuổi quỷ? Lấy danh mà. Nhưng mà tại vì người ta quen rồi, người ta thấy rằng là bây giờ nhân danh Chúa Giêsu chưa đủ, nhân danh Chúa Giêsu ta cậy quyền trong huyết của Chúa Giêsu truyền lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Cái đông đúng. Không có phải, không Kinh Thánh không có nói về đây đó. Cho nên tôi muốn nói cho em rằng chúng ta học chỗ này chúng ta cần phải nắm chắc. Tôi không biết là khi mà dạy như vậy anh em có thể không có một cái điều để mà biện đáp lại. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại trở về rồi chúng ta cũng lại đâu vào đấy. Cũng đâu vào đấy hết. Chúng ta cũng nhân danh Chúa Giêsu huyết Chúa bao phủ ầm ầm luôn nha. Mà nó kêu nó không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện hoa mỹ như vậy đó, chúng ta cảm nhận là cái lời cầu nguyện của mình có quyền năng, nhưng thật sự nó không có quyền năng. Bởi vì nó không đúng lẽ thật, chứ không có quyền này. Tôi sẽ đọc lại: huyết của Chúa là giá trị, huyết của Chúa là dấu hiệu để không có cho kẻ quỷ diệt chạm đến. Tôi có giảng một cái bài về sự bảo vệ tuyệt đối trong huyết của Chúa, huyết trên con đó. Ở trên mạng anh em có thể tìm để nghe. Nó đầy đủ để chúng ta hiểu. Và kể cả trong những người mục sư trong Rema cũng vẫn còn nhân danh Chúa Giêsu cũng xin huyết của Chúa bao phủ cũng vậy. Nó giàu nghe rồi nhưng mà cuối cùng cũng vậy. Thì cái việc tôi nói là việc của anh em,
anh em tin vậy anh em cứ làm, nhưng mà đôi khi làm vậy trở thành thói quen là cuối cùng dân sự của Chúa chỉ hiểu như vậy, xin huyết Chúa bao phủ cái là xong, nhưng họ không hiểu cái giá trị của huyết, cái sự bảo vệ tuyệt đối của huyết. Tôi có thể đi bất cứ nơi đâu vì tôi được bảo vệ của huyết. Chúa nó đi ngay cả con điên trúng bóng chết cũng không sợ tai bà nào mà, vì Chúa ở cùng con. Như vậy thì tại sao tôi phải sợ? Vì tôi có dấu huyết, dấu vết của huyết của Chúa rồi, đã cứu chuộc tôi rồi. Còn nếu như mục sư của anh em vẫn còn dùng xin huyết bao phủ thì đó việc của người đó, việc của anh em. Anh em tôi cũng không mong anh em là học xong bây giờ anh em chống lại mục sư của mình, không có. Chúng ta học, chúng ta sử dụng, chúng ta hiểu biết lẽ thật, lẽ thật sẽ buông tha. Còn nếu mục sư mình có cứ cầu nguyện huyết bao phủ, kệ mục sư mình. Nhưng mà anh chị em phải biết được anh em đã có giá trị của huyết rồi, đời đời trên đời sản của anh em, giá trị đời đời. Nó không thể là bữa nay mình xin Chúa một tí huyết, ngày mốt cái mình xin Chúa một tí huyết. Cứ chọc huyết hoài sao chịu nổi, đúng không? Những câu kinh thánh có liên quan về vấn đề huyết trong này có Ephesians đoạn 1 câu 7, Giăng nhất đoạn 1 câu 7 câu 9, Hebrews đoạn 9 câu 12. Rồi anh em có thắc mắc gì vấn đề này không? Anh em được tự quyền tự do để tranh luận. Chúng ta có thể những cái thắc mắc liên quan những vấn đề này thì tôi sẽ cậy ơn của Chúa trong lời Chúa để có thể giúp đỡ anh em. Ủa tôi giải thích nãy giờ rồi. Nãy giờ có ai nghe tôi giải thích không? Chương Khải Quyền đoạn 12 câu 11. Chúng thắng chúng nó nhờ huyết chiên con. Thắng cái gì? Thắng sự kiện cáo. Rồi mở ra đi. Đọc câu 10 và câu 11 là biết ngay. Này, hiểu được chưa? Đó là một cái mạch văn chứ không phải là chỉ có câu đó tách riêng ra rồi đầu diễn giải đủ kiểu hết. Nếu ai đó nói với anh em rằng là tôi giảng làm giảm giá trị của huyết thì kêu họ gặp tôi. Tôi không có ngại để tôi giải thích và chia sẻ về điều này. Còn nếu họ gọi là nói ngang thì thôi đừng nói. Còn nếu mà nói bằng lời Chúa thì tôi sẽ nói. Tôi nói về cái giá trị thật của huyết của Chúa. Có những người dựng chuyện lên nói rằng tôi đã giảng sai, giảng giảm giá trị của huyết. Họ gửi tố cáo bên trường kia luôn. Họ gửi thư tố cáo bên trường bên kia. 7 năm bên trường bên kia không liên lạc với tôi. Vì có những cái lá thư tố cáo đó. Tôi chấp nhận cho hiểu lầm. Và tôi cứ âm thầm để làm công việc của Chúa. Để dừng cái công việc của Chúa hiệu quả. Khi tôi đặt chân bên tầng bên đó, tôi giải thích cho họ nghe. Họ nói, ô, như vậy thì đâu phải. Cái điều anh đang dạy đây là đúng. Như theo cái điều mà của trường. Còn cái người tố cáo đó là họ bẻ cong cái điều của tôi đi. Để họ nói nghịch lại tôi. Mà cuối cùng họ không kết quả. Họ không hiệu quả. Từ ngày năm 2006, khi chúng tôi chỉ có một hội thánh, họ cũng có một hội thánh. Đây tôi nói là khoe Chúa, không phải là khoe tôi. Năm nay 2020 chúng tôi có trên 40 hội thánh. Một số thì đã tách ra khỏi Rema. Họ vẫn có một hội thánh. Hội thánh của họ trước đó là 30 mấy người, bây giờ nhóm lại còn 10 mấy 20 người. Như vậy ai đúng? Như vậy thì ai đúng? Rõ ràng chính cái công việc của mình nó hiệu quả, nó sẽ đúng hơn chứ.
Sau cái mà họ biện minh, họ nói là gì? Chúa thanh lọc, Chúa thanh lọc hội thánh. Cho nên bây giờ thánh từ 30-40 người, giờ còn hai mấy, mười mấy 20 người. Chúa thanh lọc hội thánh. Nó ủa, huyết của Chúa đổ ra chỉ cứu được có mấy mười mấy 20 người. Họ nói là chỉ có hội thánh của họ được cứu thôi. Thế nó ủa như vậy huyết Chúa đổ ra chỉ có cứu được có mười mấy 20 người nè. Họ nói vậy chứ thời Noe Chúa cứu có 8 người thì sao? Nói kiểu nào nói cũng được. Khoan Hùng giải lao rồi, chúng ta giải lao rồi.